với cô, với khách hàng cô giáo cô Mông Triệu. Kính thưa quý cô, ông bà, anh chị em và các cháu thuộc giáo xóm Đức Mẹ Vô Nhiễm. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông Trùm Đương Nhiên có đôi lời cùng với quý cô có chức và quý ông bà, các em trong giáo xóm Vô Nhiễm. Xin mời ông Trùm Đương Nhiên. Kính thưa quý cụ, quý chức, quý ông bà xóm Vô Nhiễm, quý ông trưởng xóm, quý vị khách mời, mừng đại lễ Giáng sinh năm nay, cha thánh xứ và cha phó phát động mỗi giáo khu làm một hang đá và để thực hiện việc làm hang đá Bethlehem của giáo khu được thành công tốt đẹp như ngày hôm nay là nhờ vào sự nhiệt tình chung tay góp sức của tất cả quý vị. Cụ thể công việc như sau: ông Duyệt, chủ doanh nghiệp Hiệp Thành Đạt thuộc xóm Lộ Đức 1, đưa ra mẫu thiết kế mô hình, ban điều hành giáo khu và quý cụ quý chức đã đồng ý, và ông cũng chung tay trong việc tạo form in căng phông. Ông Trùm, ông bà, ông Trương thực hiện việc là hạt khung mô hình, và Trương Nga tặng bộ thánh gia cho giáo khu và phục vụ nước giải khát cho quý vị làm hang đá. Giáo xóm Vô Nhiễm phụ trách tổng thể việc làm hoàn thiện trang trí hang đá, cùng sự góp công góp sức các ngày cắt khác của các quý vị hiện diện nơi đây, với sự giám sát trông nom của quý cụ quý chức, và hang đá của giáo khu đã hoàn thiện thành công tốt đẹp. Bữa cơm hôm nay để nói lên phần nào sự cảm ơn của quý ban hành giáo khu đến quý vị, xin trân trọng kính mời quý vị. Anh em chúng ta cùng tạ ơn Chúa cho cái buổi ăn hôm nay để đánh dấu cái sự thành công mà giáo khu của chúng ta đã thực hiện nơi giáo xóm. Xin tất cả quý ông chúng ta cùng định tâm chúng ta làm dấu. Nhân anh cha và con và thánh thần, amen. Lạy Chúa hài đồng, Chúa chuẩn quý vị đem tin mừng đến để cho mỗi người chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa là đấng Emmanuel. Giờ đây trong bữa ăn này, chúng con xin Chúa chúc lành tất cả mọi người chúng con, đặc biệt qua bữa ăn chúng con nhận ra tình yêu của Thiên Chúa trao gửi. Chúng con cầu xin Thầy Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhân anh cha và con và thánh thần. Amen. Mấy bà này uống ghê lắm, ngồi tí ngồi với cha, cha uống đi. Bác đuổi, tao bảo mình đàn bà, bác đuổi. Không, không đuổi, đang có đuổi. Rồi, nâng ly đây, rồi. Bấm này. Bấm tô cho chanh không? Hôm nay là đèn, quấy đây là anh. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Thôi, để ông Trùm ông ấy rót bia rồi. Ông Trùm ơi. Ông Trùm ơi. Ông đi từ từ chứ ông còn nhiều việc chức vụ. Rồi ông đi làm một tour rồi. Để không nghỉ luôn. Ông ơi nhận mà. Thôi để tí nữa. Ông Trùm ơi. Được thành công tốt đẹp. Xin chúc nha. Xin sức khỏe. 2, 3. Đây là ông giám đốc. Giám đốc decoration tức là kỹ thuật trang trí. Dân chưa có thằng tức là bà Trương ơi có đi không? Mày quý ông cũng rất là nhiệt tình để coi là được thành công được cái hang đá rất là đẹp và tuyệt vời. Chúc mừng nha. 1, 2, 3. Ông ơi, qua bên này đứng cái này. Cái bàn trước tôi lên đây á. Mời quý ông vô tay nữa này. Làm tấm hình thế này. 1, 2, 3.
sống ra cho tôi. Tôi thì hôm nay là tôi tất cả anh em sức khỏe cũng như là ngày hôm nay vì lý ông đã giúp cho việc khán giả được thành công tốt đẹp thì cảm ơn quý ông rất nhiều. Và tôi mình làm từ từ đi, ngày nào cũng có nhậu, mình làm hôm nay sau mai hết rồi. Kéo dài đi, ngày nào cũng rộng quá nên làm xong hết rồi. Anh có nữa. Nâng ly lại chụp hình đó gì? Rồi. Đang thu âm. Ly của ông Nhân Hoàng đâu? Đó để bên này rồi, mình ngồi bên này. Ông đi phải mang theo chứ. Không. Mình đâu có gì đâu mà mang. Này phải mang theo không. Cái ly đây để cho đây. Họ. Nhiều khi người ta chia sẻ cái niềm vui này, ông lại chẳng có. Không mang về ông lấy này. Họ ông biết chia sẻ họ chứ mình không bỏ gì đâu. Ông biết chụp hình say là chưa. Chưa. Thôi uống bạc đi. Đấy là cũng là nhân vật rất là bạn biết. Ông Vũ có giới thiệu ông thiết kế này đấy. Ông này, ông này. Ôi, đấy, bạn bé luôn. Đúng không? Phải. À, ông Chánh. Nói ít thì nó hay, nói nhiều nữa. Có phải mình xây nhà mình có bản vẽ mới hay hơn là người mà cứ bộc phát bên kia bộc phát kìa. Mai thì hay chứ không. Mai thì có người đi qua bảo thiếu cái gì họ để ấy bày ra. Nó không có đúng bản vẽ. Không, nhưng mà ông hoàng chụp cái hình bộ kìa xong cái chân rồi góc rồi chỗ này ra. Anh cứ nói vậy. Chánh ơi, bạn này đấy nha. Làm sao đi. Không, mình làm bu ly mình mới đi chứ còn mình cứ làm chơi chứ làm qua đâu. Quay. Ai đầu sáu quay ra. Quay ông già đó. Quay đâu ai vợ đằng ngoài kìa. Sao mở thử không? Cái này nhép nhép. Một, hai, ba. Buổi sáng nay thì ông chủ Trung Nghiêm cũng đã bóc tem khai mạc tượng Thánh Du Xe, Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng. Và bây giờ tiếp theo thì xin mời bà Trương Trung Nghiêm xin bà Trương lên chỗ tượng đài Hành Đá Bè Lem để bà bóc tem nốt hai con mùa lừa. Và đặc biệt năm nay Hành Đá Bè Lem của giáo khu Mông Triều có một cái đặc biệt mà không thể giáo khu nào mà lẫn lộn được, tức là năm nay ban điều hành giáo khu đã có ý định là đặt tượng theo kiểu mới là Thánh Cả Du Xe, Đức Mẹ đứng về một phía, Chúa Giêsu đứng về một phía. Cách trình bày này là nó khác lạ hoàn toàn với lại các trình bày truyền thống của cha xứ chúng ta là Chúa Hài Đồng ở giữa và Thánh Cả Du Xe hai bên. Mà năm nay thì ông chủ Lưu Nghiệm xin thay đổi cho các trình bày thì khu 2 trình bày như này thì xin có lời là không thể lẫn lộn với các khu khác được. Bây giờ còn hai con mồi lừa mời ông Trương, ông chủ Lưu Nghiệm và vợ Trương gần như dùng cái từ là cắt băng khánh thành. Xin mời hai vị. Vâng, một hình ảnh tràn đầy sức động là ông chùm là con mồi lừa cho buổi chiều khóc. Vâng, xin ông chùm đương nhiệm và bà thơ các con thứ hai. Xin hỏi ông chủ đứng nhà nào con bò cái hay con bò đực ạ? Con này nhỏ hơn là con bò cái hay con bò đực? Con cái thôi. Con này là con la. Từ từ, bà trên từ từ. Con la rồi. Con sinh linh chính là một con bò và một con lừa. Mà không biết con này là con đực hay là con cái. Con nào cũng là con rồi. Xin
cảm ơn anh chủ tịch hội đồng nhân dân. Chị cộng thân xe Đức Mẹ về một phía và hai con lừa con la về một phía, và có vị nào để lý giải các khác biệt năm nay của khu 2 so với các khu còn lại không ạ? À, xin mời anh Dũng. Chủ đề năm nay vẫn là chủ đề năm gia đình. Cho nên chúng ta thấy cái hang đá có một cái biểu tượng là cái trái tim rất là đẹp. Rồi, biểu tượng gia đình đang người ta đang nói là con đồ mẹ tượng thôi mà. Thì chính vì vậy hai người phải đứng gần nhau. Hai chủ đề gia đình thôi, chưa đúng. Gia đình mà hai ông bà phải đứng gần nhau. Hai người đứng có nghĩa là đang nói gia đình nhưng mà người ta đang nói mẹ tượng. Hai cái tượng ông bà không hết. Cô Maria yêu cho một lần này đang nói về trái tim thôi. Nói là không được hưởng ơi. Ông chụp phạt hai mới được hưởng. Ông chụp phạt hỏi về trái tim. Không trả lời được bản án là lộ. Tao là rõ ràng đặc sưng có đánh giá đây là thì tôi mới trả lời một câu là ông nói là khi sinh ra tại sao năm tại sao năm nay còn lên hoa là sinh ra có thể nói là thân giá từ chân cho cái chết. Thì một vài lời thắc mắc thì xin theo lời cho quý vị trước với ông thì em quá trả lời với họ thế này. Thân giá này và cái trái tim này là cái lô phục vụ năm tháng giáo phận sinh học gửi đến các giáo xứ. Đây là cái logo nó rất phục vụ. Chứ ngoài thân giá này tượng trưng cho cái chết của Chúa Giêsu. Đức Mẹ có quen cho đàn ông đâu. Vâng, năm nay thì lý giải cho tại sao hai bức tượng lại đứng về một phía và Chúa Giêsu lại đứng về một phía là năm nay là năm gia đình tiến tới hôn nhân. Cho nên để tạo cái sự ấm áp, đoàn kết, yêu thương, chung thủy giữa hai cặp vợ chồng là Thánh cả Giuse và Đức Mẹ cùng song hành qua chặng đời xuống khổ của Chúa Giêsu. Cho nên ban điều hành đương nhiệm chúng tôi sau khi tham khảo cho nên quyết định là đặt thay vì cùng một phía mà thậm chí là sát nhau để chứng tỏ là đây là năm tháng của gia đình. Thì hai ông Thánh Giuse và Đức Mẹ là xin đặt cùng một phía là như vậy. Như về sau Chúa Thần bảo là là Thiên Chúa phải tin. Thành ra Đức Mẹ cuối cùng Đức Mẹ nói là tôi tin. Thành ra mình đừng có nói nữa. Không, ok. Đó là Đức Mẹ không Đức Mẹ yêu ông Thánh Giuse. Ông Thánh Giuse. Đức Mẹ là bảo. Đức Mẹ chưa có biết ông Giuse. Mày nói nha. Không, ông mẹ ông mới bảo là lúc đó là Thiên Chúa tin. Tôi ông Giuse chưa biết. 1, 2, 3 không nói chẳng nói Đức Mẹ có biết ông Giuse đâu chưa nói chuyện lần nào ai quay camera đấy là quan trọng chỗ này thôi biết chuyện nói ôi rồi xong rồi quay camera chết biết chứ biết nói đâu cái đâu thâu đâu lời thiên thần nhá quay là nó tự thâu cháu cần đặc biệt là ý kiến của cha Phó sứ thì muốn thì cho các khu được tổ chức cái hang đá cho nó trang trọng trong từng khu. Thì ngày hôm nay thì thực hiện cái điều đó thì ba khu đô nghiệp được là ông chủ cũng đã có thời gian để đi bàn bạc và tìm hỏi ý kiến của quốc vụ
và đã được chọn cái địa điểm thích hợp đầu tiên là ở xóm Vô Nhiễm. Và trong cái thời gian 2 tuần vừa qua, ban khu Vô Nhiễm vừa đến đông chủ cũng đã có cái kế hoạch và những cái thời gian để cùng với quý cụ quý chức và đặc biệt đối với quý ông quý nhân trong xóm Vô Nhiễm để thực hiện. Giờ đây thì trong mấy ngày vừa qua, đặc biệt từ ngày hôm qua cho đến hôm nay thì ông ban khu đương nhiệm cũng như là quý vị trong xóm Vô Nhiễm đã giúp cho hàng khu để thực hiện cái mô hình hang đá mà theo yêu cầu của quý cha cũng như ban hành giáo. Thì giờ đây đã được tạm ổn định ấy. Và trong cái tâm tình mà ông chùm muốn để mọi lời với quý cô quý chức và đặc biệt là cảm ơn quý vị trong xóm Vô Nhiễm thì có tổ chức bữa tiệc nhẹ. Thì tôi xin được thay lời cho quý cụ quý chức trong dòng khu và xin được chân thành cảm ơn ban khu đương nhiệm và đặc biệt là cảm ơn ông chùm cũng như là cảm ơn quý ông quý anh em trong xóm Vô Nhiễm đã vì tình thương mến thương cũng như sự đoàn kết trong giáo khu nói chung và đặc biệt đối với xóm Vô Nhiễm nói riêng. Sau bữa tiệc vừa rồi tôi đã dùng thật là đầy đủ và đã được quý ông trong quý chức trong gọi là ban đương nhiệm thì nhiệt tình để cùng với quý xóm thực hiện theo đúng cái yêu cầu đó. Và giờ đây thì cũng đã muộn và tôi xin được ngồi cho quý cụ quý chức trong ngày góc khu xin chân thành cảm ơn ban khu đương nhiệm và toàn thể quý ông với người trong sông Vô Nhiễm xin được hết lời. Vâng, tôi xin thay lời cho ông chủ đặc biệt ông chủ đơn vị ông chủ ông tên Dương Dân Thịnh và xin thay lời cho ban điều hành giáo khu Đứng Nghiêm xin có lời chân tình là xin mời quý cô quý chức hàng khu và quý xóm ngày 16 tháng 12 và lúc 7 giờ tối xin kính mời toàn bộ quý vị chúng ta tập trung tại hang đá Bà Len để đón tiếp cha phó. Vâng, cha phó sẽ đến để làm phép sông hương tượng đài Bà Len năm nay của chúng ta và sau đó xin mời quý cùng quý chức và quý xóm ở lại đọc kinh trước hang đá. Đây là chương trình của ngày 16 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12. Các chương trình cùng định tượng trưng hài đồng và chúng ta sẽ có kết quả sau. Đến ngày 23 được sự gợi ý mới đây của ông trưởng xóm đảo là ông Trường Xuyên có gợi ý với quý cụ quý chức và toàn thể quý vị trong giáo xóm là ngày 23 chúng ta lại tiếp tục mở tiệc mừng Chúa Giáng sinh năm nay một lần nữa. Lần này mở rộng toàn bộ quý xóm và đặc biệt có mời thêm 7 ông trưởng xóm đảo. 7 ông trưởng xóm đảo của giáo xóm còn lại trong giáo khu chúng ta. Trong chương trình năm nay cho phó sứ đưa ra là đưa một hang đá thật lớn về giáo khu, tạo các tiêu đề, các tiền đề năm nay phát triển mạnh mẽ trong chương trình mừng Chúa Giáng sinh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và toàn thể quý vị. Xin cảm ơn.